Wuling Hongguang Mini EV là mẫu ô tô điện thu hút rất nhiều sự chú ý trong thời gian vừa qua nhờ giá bán siêu rẻ và doanh số đứng đầu phân khúc tại thị trường Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, dòng xe này đã đạt doanh số tổng cộng 590.000 chiếc tại thị trường Trung Quốc, dù mới ra mắt vào hồi tháng 7 năm 2020. Không ngủ quên trên chiến thắng, thương hiệu con Wuling của liên doanh SAIC GM Wuling đã tung ra một phiên bản mới với thiết kế thời trang và thể thao hơn của Hongguang Mini EV. Phiên bản này được đặt tên là Game Boy, lấy cảm hứng từ máy chơi điện tử cầm tay cùng tên, do hãng Nintendo tung ra vào cuối thập niên 80. So với bản thường, Wuling Hongguang Mini EV Game Boy có một số thay đổi như logo phát sáng trên đầu xe, nằm giữa hai dải đèn LED hay tạo hình chữ X mới bên trong đèn pha và đèn hậu. Bên cạnh đó là bagger nóc hầm hố hơn và logo Gigabyte mới trên cột C. Đặc biệt, khi mua Wuling Hongguang Mini EV Game Boy, khách hàng Trung Quốc có thể chọn một trong bốn phong cách thiết kế là Hurricane Phantom, Jungle Crossing, Interstellar Roaming và Party Sweetheart. Mỗi phong cách sẽ mang đến những chi tiết thiết kế riêng biệt cho mẫu ô tô điện giá rẻ này. Cụ thể, phong cách Hurricane Phantom lấy cảm hứng từ các trang phục cổ điển trong game, với sự phối hợp giữa hai tông màu đen và đỏ tương phản. Trong khi đó, phong cách Jungle Crossing lại lấy cảm hứng từ những trò chơi liên quan đến quân đội, mà phần lớn các nam thanh niên đều yêu thích. Vì vậy, ở phong cách này, Wuling Hongguang Mini EV Game Boy được sơn màu xanh lá. Tiếp đến là phong cách Interstellar Roaming, gợi liên tưởng đến những trò chơi mang hơi hướng khoa học viễn tưởng. Với phong cách này, Wuling Hongguang Mini EV Game Boy được sơn màu trắng. Cuối cùng là phong cách Party Sweetheart mang ngôn ngữ màu sắc của game giả lập. Ở phong cách này, xe được sơn màu nâu cà phê và kaki vừa ngọt ngào vừa ấn tượng. Không chỉ có thiết kế bắt mắt hơn bản thường, Wuling Hongguang Mini EV Game Boy còn sở hữu kích thước lớn hơn. Theo đó, xe có chiều dài 2.997mm, chiều rộng 1.493mm, chiều cao 1.604mm và chiều dài cơ sở 2.010mm. So với bản thường, Wuling Hongguang Mini EV Game Boy dài hơn 77mm, rộng hơn 3mm, thấp hơn 16mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 70mm, hứa hẹn mang đến nội thất rộng rãi hơn. Đặc biệt, Wuling Hongguang Mini EV Game Boy còn được trang bị motor điện 40 mã lực và cụm pin Life4 mới nên có thể chạy 280 km sau khi sạc đầy pin. Trong khi đó, Wuling Hongguang Mini EV bản thường hiện chỉ có phạm vi di chuyển từ 120 đến 170 km tùy loại pin. Cuối cùng là dịch vụ cá nhân hóa chính hãng mới sẽ được ra mắt cùng Wuling Hongguang Mini EV Game Boy. Đây là hãng xe nội địa đầu tiên tại Trung Quốc tung ra dịch vụ cá nhân hóa như thế này. Nhờ đó, khách hàng có thể thay đổi thiết kế của xe theo sở thích. Đáng tiếc là giá xe Wuling Hongguang Mini EV phiên bản Game Boy vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe có giá cao hơn mức 29.800 đến 38.800 nhân dân tệ, khoảng 106 đến 138 triệu đồng của bản thường.